Vừa rồi mình có bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội trên chuyến bay của Vietnam Airlines vào buổi trưa. Đi Vietnam Airlines thì không sợ bị delay nhiều như các hãng khác. Sau khi ngồi đúng chiếc ghế bên cạnh cửa sổ thì mây đen bắt đầu kéo đến và trời đổ mưa nhẹ. Mình thường chọn chiếc ghế cạnh cửa sổ để có thể nhìn ngắm mây bay hoặc là bầu trời đầy sao nếu như bay đêm. Mưa thì mưa, nhưng mà máy bay vẫn cất cánh bình thường. Máy bay Vietnam Airlines sử dụng cho chuyến bay của mình là Airbus 350. Mình ngồi ghế 35K, sau cánh máy bay ngay cạnh cửa sổ. Nếu đi một mình thì mình thường chọn các ghế ngoài rìa ngồi cho thoải mái. Ngồi trên máy bay ngắm mây hoặc là ngắm bầu trời đầy sao cũng rất là thú vị. Nhìn qua khung cửa sổ, đường xá làng mạc phía dưới trông nhỏ xíu. Các áng mây lơ lửng bay xung quanh máy bay. Và bây giờ máy bay đang xuyên qua một đám mây. Đây là phía trước ghế của máy bay, sẽ có một cái màn hình phía bên trên. Và bên dưới là bàn ăn gấp gọn. Đối với chặng bay này sẽ có một bữa ăn trưa kèm theo một ly trà, nước lọc hoặc là cà phê. Nếu muốn uống trà sữa thì mọi người có thể gọi thêm và trả tiền. Sẽ có hai lựa chọn cho mọi người, một là ăn cơm hoặc là ăn mì. Đồ ăn được để trong khay bạc nên vẫn còn rất nóng. Đây là phần ăn của mình, một phần cơm. Sau khi ăn xong thì gấp bàn lại thôi. Để xem phía trên này sẽ có những phim gì. Nếu như muốn xem phim hoặc là nghe nhạc thì mọi người có thể nhờ tiếp viên cho mượn tai nghe. Và khi hết chuyến bay họ sẽ thu lại tai nghe. Ở đây cũng có khá nhiều phim, kể cả phim Việt Nam lẫn nước ngoài. Hoa hậu thân thiện, con nhót mốt chồng, mùa ổi, Titanic. Bây giờ mình sẽ thử mở một bộ phim lên xem. Trăng nơi đáy giếng. Màn hình cảm ứng nên việc sử dụng cũng rất là đơn giản. Các bạn chỉ cần bấm vào là chọn thôi. Từ sân bay Nội Bài, nếu muốn đi về trung tâm thủ đô sẽ có hai lựa chọn. Đó là các bạn có thể bắt Grab hoặc là đi xe buýt. Bắt Grab thì đi nhanh hơn nhưng mà tốn tiền hơn. Giá xe Grab từ Nội Bài về trung tâm khu gần Lăng Bác thì sẽ khoảng là từ 250 đến 300. Còn đi xe buýt thì rẻ hơn, nhưng mà xe buýt sẽ chạy chậm hơn. Mình chọn xe buýt số 86, xe này sẽ chạy về ga Hà Nội, giá vé là 45.000. Mình thấy khách trên xe buýt không nhiều, chỉ khoảng 10 người mà toàn người nước ngoài. Mình là người Việt duy nhất trên chuyến xe buýt đó. Về đến Hà Nội thì mình bắt xe về đội Cấn mất khoảng 50.000 nữa. Như vậy là mình sẽ mất gần 100.000 để đi xe buýt. Tiết kiệm hơn so với đi Grab, nhưng mà ngược lại, nếu như các bạn đi 2-3 người trở lên thì bắt Grab, chia tiền ra thì nó sẽ cũng như xe buýt mà thậm chí còn rẻ hơn. Đó là lý do tại sao xe buýt vắng khách. Xe buýt chỉ phù hợp nếu các bạn đi một mình.